Who gives up high school? Và bây giờ hãy để tâm hồn bạn chìm đắm cho những âm điệu ngọt ngào tha thiết của bài hát It's the way you make me feel. Làm sao em có thể xa rời anh đây? Em không quan tâm đến những gì họ nói, vì dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh. Hãy chuyển mình cho những bước kiêu vũ nhịp nhàng. Hãy đến với món quà mà lớp 11 Anh và lớp 11 Nga của trường Trần Phú gửi tới tất cả các bạn. Bác ơi bình tĩnh, bác ơi bình tĩnh, bác ơi bình tĩnh. Được chưa? Được chưa? Bác ơi nhạc đi ạ. Yeah.